Lời đầu tiên trên thế giới lời chào và trân trọng nhất toàn thể em trêu đưa trên mẹ mình tổ quốc. Qua đây thì em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả các bác khách đã tin tưởng ủng hộ sản phẩm bên em trong suốt thời gian qua, cũng như các bác đã thường xuyên theo dõi ủng hộ kênh YouTube của em ngày càng phát triển. Thì hôm nay em giới thiệu đến các bác một chiếc đầu đĩa của hãng Yamaha với model là CDX620. Chiếc đầu này thì được sản xuất là 1989 các bác nhé. Nó xuất xưởng của nó là 55.000 yên. Chiếc đầu này nó chạy hai con rẻ mã PCM58P giống với con Soli 338 các nhé. Và chiếc đầu này nặng 6,5 kg, nó có size là 43,5, chiều sâu của nó là 36, chiều cao nó 12 cm. Con này thì ra chất âm của nó 18 bit các bác nhé, rất là dày dặn chi tiết các bác, giọng mặt từ đọc rất là tốt. Thì về đây thì nó trong tình trạng này thì vệ sinh thì nó bãi mất cái chữ ở mặt đằng trước đây các này đấy. Còn mặt mũi của nó rất là đẹp, để em quay chi tiết phần ngoại hình nó cho các bạn xem đấy. Mày một cái chữ thôi chứ mặt mũi đẹp. Đồng hồ quát rộng sáng nhá, rất là đẹp. Đồng hồ nó màu vàng, quát nó rất là sắc nét, nó không như là các quạt của đồng hồ gạo khác. Đây, phần lắp lưng nha. Phần lắp lưng thì cái góc này nó bị đè xuống tiệm lắm lại rồi, không ảnh hưởng gì nhé. Đây, đây nó bị vết cháy đây. Đấy, không bị cấn gì đâu nhé, rất là đẹp. Mặt sau thì nó có hiện tượng lấm chấm này. Đây, đây đây rất là ni ti nhỏ thôi, rắc từng rắc à, lốc mạ vàng thôi nhá. Đây, đây. Đường cu xoan này, đường đi tổ này, đây, đi tổ cắt xuống đây để kết nối với âm đi, đây, cuối cùng cổng quang. Đây mô đen của nó đây, series 620 điện 100V, công suất tiêu thụ nó 18W nhé. Suzuki là M042378XZ các nhá. Đẹp. Em sẽ mở cái phần đó thật đấy cho các bác xem. Đây. Rất là mới các nhá. Xì rất là đẹp luôn. Đây. Cơ của nó êm ái và chắc chắn nhé. À, đi nguyên bản không sửa chữa gì bác nhé. Đây, chạy hai con giải mã này, hai con này, cái 58P bác này. À, bên em có nào sửa chữa hay là thay thế gì em đều báo các bác hết nhé. Chứ không phải là sửa chữa mà nói là không sửa chữa bán. Để trước khi em vào test cái phần là chất âm cũng như là cái mắt mắt đọc của em nó thì các bạn hãy hoan hỉ đăng ký kênh giúp em. Hôm nay em ghép mới đi chữ âm ly Bühler SA7900 với đôi loa Bühler CSF77 nhé. Nhận bài ngay, em cho bài thử bài số 2 luôn.
tiền tuyến tôi về thăm căn nhà ngoại ô, thấy lòng thương vô bờ. Cũng con đường này đây, cũng mái nhà này đây, còn mang kỷ niệm này. Nhưng trăng đêm nay như những mùa trăng đắm say, tôi nghe rõ ru cây trên kêu trên ngàn này, hồn miên man khắc khoải chìm giữa cung nhạc đêm dài. Năm xưa anh đi từng đêm vang võ, vùng ngoại ô có người mong. Hôm nào tôi đi quê cũ thưa người, vì sinh cho non son. Hơn 20 năm lửa binh tàn phá vùng ngoại ô lắm. Tôi theo chân anh vài súng lên đường, cùng hiên ngang tiếp sự son. Chạy lòng thấy u hoài khi xưa mình ở đây với tình yêu với đây. Khóm hoa làm dẫu thương lối xóm mình, sương rơi mênh mang khơi nhiều nhung nhớ cho những ngày vui đã qua. Tôi quay gót ra đi không mang theo gì hơn, nhìn đêm khuya vắng vẻ càng thấy tim ngoài ngày mà nhá, đọc được tốt luôn. Đêm nay nữa thôi, mai chúng ta mỗi người một. Đã chọn yêu thương nhau đầy vơi, chớ cho hơn ngặt màu môi, vì cuộc đời người đi vui chừng. Nhìn hành trang lễ dân cuối cô nguyện trong tim một điều gì, ôi hãy vui trước giờ biệt ly, xóa tan bao giận hờn, ai tránh khỏi phút giây phân tay. Lối rẽ anh đèn ở đêm, mưa bay răng mắt phố phường là tiễn đưa nhẹ bước chinh yên, cùng chung một chi hương mong ngày về đoàn viên. Bye.
đôi tay gắn bó câu ngó nhau lần cuối mỉm cười câu hẹn ước lúc quay về vui lứa đôi dù giờ đây tạm chia cách xa nhưng cách chi sao được lòng ta xin chớ quên kỷ niệm ngày qua những đêm trong đêm cùng ca tin chắc ngậm kiếp không phải nhỏ gần bóc hoạt động rất tốt anh nha. Đọc cực tốt luôn. Chẳng ngang vai tình như nụ hoa nở trong lòng đời ngọt ngào rồi yêu thương ai đem trách cho đôi tim non đến xuân qua cho nhau thấy nào nào ai yêu thương ai đó chính là tình của mỗi con hôm xếp bước nghiêng đang trình tôi ra từ tiễn đưa buồn hơn đêm mơ lắng tâm tư người đi mười phương nhớ nhau từng ngày từng giờ thời gian trôi qua mau giữ tình yêu cho nhau đến mai sau nhưng ai biết ra sao riêng tôi đêm nay nhớ thương một người lạnh buốt đêm dài nhưng cớ sao em buồn tình ta ước hẹn nhiều rồi ngày mai ấm lại cuộc đời kể chuyện xa vắng thấy thương nhau nhiều hơn khi nỗi sóng mịt mờ người trái nhún nhiều tuổi đời chuyện xưa khép chặt vào lòng dù đi chinh chiến vẫn nhớ tôi mến yêu tình yêu theo tháng năm xóa mờ trong mắt buồn nếu ta còn nhớ đêm đêm khoảng trong mơ đời anh là mây bốn phương trời còn miệt mài người đi xây tương lai dẫu tâm tư thương ai như gió đưa mây che trăng khuất đêm dài tim ta đơn côi biết nhau một lần rồi nhớ trọn đời thank you.
trái nhóm nhiều tôi đời. Chuyện xưa khép chặt vào lòng, dù đi chinh chiến vẫn nhớ người tôi mến yêu. Trong mơ đời anh là mây bốn phương, trời còn miệt mài, người đi xây tương lai, dấu tâm tư thương ai như gió đưa mây che trăng quốc đêm dài. Tim ta đơn côi biết nhau một lần rồi nhớ trọn đời. Tim ta đơn côi biết nhau một lần rồi nhớ trọn đời. Tim ta đơn côi biết nhau một lần rồi nhớ trọn đời. Em xin phép được dừng video tắt tại đây. Em cảm ơn các bác đã theo dõi video của em. Thì ở trước đồng này em bán với giá là 1,6 triệu đồng thôi nhé. Các bác nào có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp với em với số máy là 0907 223 269 các bác nhé. Em cảm ơn và xin chào các bác.